nay nhưng mà kho chương trúc chỉ mùi bài thì em đọc cặp bóng chương trúc dương miếng chương phám chương thùng thùng mình tên mỏ nè chương lò lò khăn lắm đừng tập kho chương ngang mỏ anh dương miếng co đập hàng cặp bóng nè nào mới chương thùng thùng mình tên hai co lò đây mua sạch hàng nồng này chương à lấy chương liền tới sáp sân chương thùng thùng lò đạm bái lợi dân chập làm bạc cánh thương nằm bay rồi bia đã rồi đã pi pi lắm cái nam tôi chân ở thế chân chân rô là mồm mà anh nên thổi bay thổi bay ai ăn lỏ quá cái thổi trắng nè lỡ chân chụp vào giang ban rồi hai rồi giờ hai hai mình chắp ban đưa cái này lên con biển sạch
chăm trong số. Hay mình đâm thằng ớt xanh này. Cho đồng bê cô với đã có sao không bỏ số. Cả chốn. Đây là chốn. Chạy màu. Xíu khác mệt rết tụi tôi mất chứ dừng đặt tất chốt nằm bên ngoài sạch ra luôn á tí chết đặt. Tụi mất chứ dừng khổ với một việc cho ăn món á dừng khổ với tất cháu. Ấy kho chừng chứ lúc bà dân chị ăn nói lấy dân xoắn đi lấy. Không biết chạm với chua. Ôi chua quá. Kho chừng chứ bài chừng mùi ní thì mà rồi đọt hỏi bài chừng mùi khô mà là chừng ngôi mỏ ní là em vô cặp vào bài lụa sân á giờ nãy giờ mình đông vậy giờ nãy giờ thật ngồi mình tên mỏ của chân nhằm mỏ á thôi vậy nè thôi anh lỗi mình tên phù mà ngoài vô á. Heo. Heo con cặp đâu nè. Đấy. Chắc phải ấp mỏ. Cứ lần lần chứ ngôi mỏ nè, cặp trong xoay nè. Ấp to nè, hồ bây mật tử. Bạn ướt nè. Đấy. Chắc mình chơi. Đại nhỉ nhé. Chuẩn bị bài số. Phải làm việc.
Thấy sầu thơm nè. Lăng là mỏ mỏ. Thăng thăng quá. 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 Bye bye. Bye bye.